Ngày 15 tháng 3, đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Kinh tế xã hội tổ chức khảo sát tại trường mầm non Bảo Linh về việc giám sát thực hiện đầu tư sửa chữa trường lớp học bằng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Định Hóa. Từ năm 2019 đến nay, trường mầm non Bảo Linh được quan tâm xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Điểm trường chính tại trung tâm có diện tích trên 2.300 m², có đầy đủ các phòng học chức năng, một dãy nhà 2 tầng và một dãy 3 tầng với 9 phòng học và các phòng chức năng khác. Việc đầu tư cơ sở vật chất giúp chất lượng giáo dục ở xã vùng cao Bảo Linh ngày một được nâng lên. Quá trình thi công xây dựng, phê duyệt và giám sát các hạng mục được thực hiện đảm bảo, chất lượng công trình đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế. Tại chương trình làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh đã đánh giá cao sự quan tâm của huyện đầu tư cơ sở vật chất giúp cô và trò nhà trường yên tâm giảng dạy học tập, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm dành nguồn lực để đầu tư xây dựng trường tiểu học và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường trung học cơ sở, qua đó giúp địa phương hoàn thành tiêu chí số 5 về giáo dục và đào tạo.